Thực hư chuyện Osen Ngọc Mai bị gạch tên khỏi một show diễn ở nước ngoài thay thế bằng Lady Mimi Ra Trần? Tin đồn Ngọc Mai bị thay thế bởi Lady Mi Ra Trần trong một show diễn ở nước ngoài đã khiến nhiều cư dân mạng bàn tán xôn xao. Ngọc Mai là cái tên thu hút nhiều sự chú ý thời gian qua sau khi giành được vị trí quán quân của ca sĩ mặt nạ. Sau cột mốc này, Osen Ngọc Mai cũng trở thành gương mặt xuất hiện thường xuyên hơn ở nhiều show diễn cũng như các chương trình giải trí. Trong đó, cách đây không lâu, hình ảnh osen ngọc mai xuất hiện trong poster một show diễn ở nước ngoài đã khiến khán giả đinh ninh cô sẽ góp mặt trong show diễn lớn này thế nhưng mới đây một hình ảnh poster khác lại được lan truyền trong đó ảnh của osen ngọc mai đã được thay bằng ảnh của lady may misa trần khiến nhiều người xôn xao bàn tán trong đó còn có một số đồn đoán cho rằng osen bị gạch tên và bị thay thế bởi lady may trong lúc cả phía Ngọc Mai và ban tổ chức chương trình đều chưa phản hồi thì một số fan đã bình luận cho rằng lý do Ngọc Mai không tham gia chương trình này như dự kiến ban đầu là vì chưa hoàn tất một số thủ tục xuất ngoại. Thực tế đến hiện tại thông tin này vẫn chưa xác thực, nhưng netizen, netizen cho rằng vẫn không nên đồn đoán theo hướng tiêu cực. Ngọc Mai trước khi đến với ca sĩ mặt nạ thì là một giảng viên thanh nhạc và là ca sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm. Tham gia ca sĩ mặt nạ, bà xã quốc nghiệp gây sốt với những ca vở hot như Trần Ái, Tùy Âm và giành được giải quán quân. Tuy nhiên sau chương trình, Ngọc Mai cũng là cái tên gây tranh cãi khi nhiều ý kiến trái chiều bất ngờ xuất hiện từ ồn ào tác quyền đến việc người khen, kẻ trên những bản cover của Ngọc Mai, riêng nữ ca sĩ cho biết mình sẵn sàng tiếp thu những góp ý của khán giả để trở nên tốt hơn.